Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama giảng dạy: thế nào là cảnh khổ của địa ngục? Phật 1. Những ai dùng thân trộm cướp, lấy của không cho, sát sanh, tà dâm, vân vân, nói chung là dùng thân làm các điều xấu ác và dùng lời nói ác khẩu, chửi rủa, mắng nhiếc, phỉ báng, vu khống các bậc thánh và người lương thiện, và nói láo, nói để lừa gạt tiền bạc và tài sản của người, nói lời gây chia rẽ, nói lời làm cho người đau khổ, vân vân, và có những ý nghĩ tà hạnh trong các dục, ý nghĩ hại người, gạt người, vân vân, thì sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, cho dù có bị đâm 300 ngọn giáo vào lòng ngực và chịu những cực hình đau khổ khốc liệt ở thế gian, cũng không bằng cảnh khổ ở địa ngục. Thế nào là cảnh khổ của địa ngục? 1. Các người giữ ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Trích trong kinh Hiền Ngu 129, trang 498, Trung Bộ Kinh, tập 2, Mahima Nikaya.